Tiếp tục là một số tin tức văn hóa Phật giáo quốc tế. Mới đây, chùa Hoa Nham, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã diễn ra lễ khai trương cũng như mở cửa trở lại bảo tàng Phật giáo tọa lạc trong ngôi chùa này. Đây là một trong 11 bảo tàng theo chủ đề Phật giáo tại đất nước tỷ dân, nhưng lại là bảo tàng duy nhất được kiến lập bên trong tụ viện. Bảo tàng Phật giáo Hoa Nham Trùng Khánh được thành lập vào năm 2008 tại tầng 2 của tàng Kinh Lầu, có diện tích khoảng 300 m². Vào năm 2015, bảo tàng đã bị tháo dỡ để phục vụ cho quá trình trùng tu tàng Kinh Lầu. Tuy nhiên, đến năm 2019, bảo tàng được xây dựng trở lại và chính thức đi vào hoạt động hôm 7 tháng 11 vừa qua. Toàn bộ phòng triển lãm của Bảo tàng Phật giáo Hoa Nham được chia thành 4 khu vực. Tác phẩm trưng bày là tượng Phật, gạch thời Hán, gốm, sứ, đồ đồng và câu chuyện về văn nhân, chư tôn đức ở các thời kỳ khác nhau. Đặc sắc hơn, bảo tàng còn trưng bày cổ vật như bản gốc kinh lá bối ngàn năm tuổi, xá lợi của Đức Phật, tượng Phật bằng đồng dát vàng thời Hán. Tất cả đều là báu vật được lưu giữ từ ngàn năm qua của chư tăng chùa Hoa Nham. Ngày nay, du khách và Phật tử cũng rất quan tâm đến các di sản bản địa vùng Trùng Khánh. Vậy nên chúng tôi cũng cân nhắc khi xây dựng các chủ đề nghệ thuật cũng như thành tựu di sản của không chỉ Phật giáo Trùng Khánh, mà còn là thành tựu của con người Trùng Khánh qua các thời kỳ, cũng như làm sống lại một thời cực thịnh của Phật giáo nơi này. Hoa Nham Trùng Khánh là một tự viện ở phía Tây Nam Trung Quốc. Trải qua 65 đời trụ trì, trong quá khứ, nơi này lưu dấu sự hiện diện của nhiều học giả Phật giáo nổi danh. Chính vì thế, chùa được mệnh danh là chốn giải hành tương tư, học tu tịnh tiến. Năm 1937, bên trong chùa còn được xây dựng một học viện Phật giáo và đón nhận chư tăng ni từ hơn 20 quốc gia đến đây học tập.